Hàng mới về các chị em nhé. Em Năm tranh thủ quay video cho các chị em xem chiếc kem bên trong. Đây là bộ Kajoko Blush màu tím, là mẫu mới nhất của hãng Kajoko Nhật Bản hiện nay. Một bộ đầy đủ gồm 5 sản phẩm. Theo thứ tự từ trái sang phải này là sữa rửa mặt này, kem ngày, kem đêm, serum và chống nắng. Chất kem cực kỳ đẹp luôn các chị nhé. Rất là mịn, cực kỳ mịn luôn, mùi thơm, dễ chịu nha các chị, không phải mùi hắc đâu nha. Mùi mà hắc là kem nhái nha. Kem ngày, kem đêm này cả hai lọ đều sánh mịn. Kem đêm thì màu vàng nhạt, kem ngày màu trắng nha. Cái chai toner, cái chai serum này nó có thành phần vàng 24K các chị. Trong chai thì toner này nó có vàng 24K, tinh thể vàng nano á. Các chị lắc qua nghiêng lại nó có thấy cái tinh thể màu vàng bên trong. Chống nắng này là chống nắng dạng sệt nha. Tông màu hơi trầm. Đó, chất kem cực kỳ đẹp luôn. Em quay cận cảnh cho các chị xem luôn này. Quá trời là mê luôn. Các chị có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em Năm qua số hotline 0359 447339 nha. Số này em có Zalo ạ.